Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và chúc mừng Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An, nhân dịp bệnh viện vừa khánh thành và được Bộ Y tế cấp phép hoạt động. Nằm ngay cửa ngõ đồng bằng sông Cửu Long tiếp giáp thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An có quy mô đầu tư 1.500 tỷ đồng, 500 giường bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em cho người dân các tỉnh miền Tây, giảm tải y tế tuyến trên. 70% công suất bệnh viện phục vụ bệnh nhân có bảo hiểm y tế, 30% còn lại đáp ứng theo yêu cầu. Bệnh viện đặt mục tiêu từng bước phát triển thành đa khoa và đẩy mạnh các hợp tác quốc tế. Đây là bệnh viện đầu tiên được chính phủ cho phép chuyển từ đầu tư công sang hình thức đầu tư tư nhân thông qua chủ trương xã hội hóa, góp phần giải quyết các điểm nghẽn, tăng cường cơ sở vật chất hiện đại trong nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.